Rồi, mở cho mọi người nghe nha. Xem luôn nha. Mọi người nghe rõ không ạ? Cha mẹ nữa đâu? Cha mẹ nó chết. Cha mẹ chết hết rồi. Rồi bốn đứa cháu lớn chưa bà? Đại học qua trường 2 vậy đó. Còn mấy đứa lớp 11, lớp 12. À, một đứa học lớp 11 này, học một đứa học lớp 12 này. Là hai đứa ra trường rồi. À. Làm mấy đứa còn 9 á. À, làm đứa còn 9. À. À, ông cháu nó hồi giờ cũng lâu đi đó. Dạ. Dạ, ba đi học. À. À, cái trẻ cũng giảm đó. À. Nếu vậy thì sao bà lại phải ở nhà cháu nuôi mất công đi bán vé số làm gì? Đi bán vé số cho các chân hàng đã đỡ. À, có nghe chân bà bị sao? Bị khớp. Bị khớp hả? À, nếu vậy là cháu nó vẫn nuôi mà đúng không? Đâu phải là không đâu đúng không? À. Bà đi bán thêm kiếm tiền thôi đúng không? À, nhưng mà sao bà đi xa chứ vậy? Đâu, thì cái đường mình đi hầu giờ. À, đường mà đi rồi. Bà bán cái số được bao nhiêu năm rồi? À, năm 81 vô tay à, đó tới giờ. Năm 81? 81? Ồ, vậy là bán cái số mấy chục năm rồi. Bán từ hồi cái số chắc là mới được có khoảng độ 2000 đấy mà nhỉ? À, hầu 2000. Bây giờ ở miền Trung vô đây mà. À, miền Trung vô. Là ở tỉnh nào bà? Hồi kia ngoại làm ở Lao Hòa Hưng. Đó là ngoại về hưu. Dạ. Ngày xưa bà làm gì? Ngoại gấp đi. Dạ. Gấp đi. Cá ngoại có ghi trăm á. Dạ, dạ. Thôi mà một ngày bà bán là 300 tờ lấy số luôn. 300 tờ. 300 tờ là lời được 306. Ờ, đây là cúc tỏi kìa ta. Ngày bà kiếm ví dụ mọi người cho nó được 500 ngàn rồi. Có khi 300, 400. Dạ, nhưng mà con cháu nó vẫn nuôi mà. Bà đi cho vui thôi đúng không? Kiếm tên thôi đúng không? Đi, để tìm tiền, đi đâu đi ớ. À. Có cháu cố nữa. Dạ. Đây là có 4 đứa cháu lớn rồi cũng đó. Ha. Bà tưởng bà khó khăn gì không? Con ghé con giúp bà. Dạ, không. Bà có khó khăn gì không? Bây giờ nhà nước ấy, cho mà cái nhà á. À, nhà nước cho cái nhà. Bây giờ nó dỗ cấp cứu là người kia có tiền. À, ý là cái nhà nó bị hư hay sao? Không có tiền sửa hả? Chưa có tiền. À. Phường nó vô bà có địa chỉ nhà bà ở đâu? Đây, một ba. Uống trà đây ngồi nói chuyện vui. Hôm nay có nhiều chi phí. Chỗ 10. Chỗ 10. Đây vô là có số nhà 157 bè. Vậy là cái hẻm chỗ này đi bộ hả? Ờ. Nhà xây lâu chưa bà? Lâu rồi. Thì ở đây là đất của cha ông Nhân đó. Ông cho để là. Đó là nhà mình luôn hả? Nhà mình luôn. À, có nhà. Thôn phường mới giữa là có chỗ. À, có nhà ở đây cũng được rồi. Thì đó, có nghe chưa? Bố mọi người nghe sơ qua chưa? Ồ, được rồi, còn tắt đi. À, sẵn cái dịp này thì bố cũng nói luôn. Thì người thân trong gia đình này đã từng nói với bố kia rồi. Anh đừng có tưởng bán vé số mà nghèo. Ở Long Khánh và ở thị trấn Xuân Lập, nó có một cái làng gọi là làng bán vé số. Ở đây thì khi ta nói như vậy thì chắc chắn là tất cả mọi người đều hiểu rồi. Bố thì là người tha phương, bố tính. Nhưng mà những người nào mà ở Xuân Lộc, Long Khánh đều hiểu đó. Và ta nói cho mày nghe bây giờ, đừng rớ vào những người bán vé số. Họ giàu kinh khủng. Ở cái thị trấn Xuân Lộc mà đi vào gọi là bán vé số đó,
mày rớ tới cái cửa mày đéo dám rớ luôn. Có nghĩa là cái cửa của họ, cái cửa biệt thự á, chứ không phải là cửa nhà đâu nha. Nhà nào cũng là biệt thự. Nói như vậy hiểu là người ta bán cái số ta làm giàu. Thôi ta không bàn cãi gì nữa. Nếu các con không tin thì con xuống Xuân Lộc, Long Khánh, con nói lên xe vào cái làng bán vé số thì con sẽ thấy cái điều đó. Ta không cần phải bàn cãi nữa, bởi vì ta nói bình thường, không bình thường. Và cái người gia đình trong gia đình này nè, hứa với tao là một ngày nào đó dẫn tao xuống cái làng bán vé số và tao sẽ quay phim. Thế thôi, ok. Cái điều đó không bàn cãi, không bằng cần bàn cãi. Và mình ở đây mình chỉ nói cái điều nào, ở ngay thời điểm này tụi nó không còn phải bàn cãi cả. Cái đám mà, cái đám mà gọi là chống Việt Nam mình á, chống cộng giống kia đó, giống hiểu là lúc trọng vậy, bầu cử tự do này, bà nó đéo biết gì chứ trời, nó không biết gì chứ Việt Nam cả, nó không biết gì chứ. Thực sự là ở Việt Nam là bầu cử rất là tự do. Tao là một người Việt kiều, tao tham khảo để bầu cử cho tao, nói tụi bay trật trúng là tụi bay phải chỉnh tao. Đầu tiên ở cấp phường cấp xã đó, người ta sẽ đơn cử là những cái ứng viên đó triều niêm yết ở vách tường đã khái cái ở ở kêu bằng hội đồng nhân dân cấp phường á, 10 nhân vật, đúng vậy không, đúng vậy không? Anh có quyền gạch tên những người nào anh không thích, đúng không? Bầu cử nha, bầu cử của cấp phường thôi, đúng không? Rồi có phải tự do không? Chứ đâu phải ai, không ai ép gì cả, không ai ép bắt buộc anh phải làm cái gì đó. Anh gạch tên những người nào anh không thích, đúng rồi, đúng không? Rồi đúng rồi. Xong khi lên cấp cấp huyện, cấp huyện phải không, cấp huyện thì cũng y chang vậy, anh có quyền. Nó không hiểu được tự do, nó không hiểu được chữ bầu cử tự do là cái gì cả. Mấy cái thằng khốn nạn này nó mất dạy, kể cả cái thằng y nó chửi thẳng luôn, cái thằng Tân Thái thì mình đưa nó đéo biết anh còn cặt gì chứ. Và nó cứ hô hào bầu cử tự do theo kiểu của nó. Kiểu của nó là kiểu sao? Có cái là vô thưởng vô phạt, ai bỏ phiếu cũng được. Ở đây nó phải có trình tự, phải có lớp plan, nó phải có trong khuôn khổ. Có nghĩa là không ai ép anh có quyền, nhưng mà anh phải trong cái khuôn khổ. Nói một cách khác nữa, bầu cử tự do bên nước Mỹ cũng y chang vậy. Nhưng mà bầu cử tự do bên nước Mỹ nó còn ăn gian. Ăn gian chỗ này, ăn gian cái là cái phiếu cử tri đoàn, cái phiếu cử tri đoàn là cái thằng mất dạy nhất. Nói như vậy cho mày hiểu rằng bầu cử nước Mỹ là gian lận 100%. Gian lận là gian lận ở phiếu cử tri đoàn. Ông Trump thì sai hoàn toàn, nhưng ý tôi muốn nói là một cái tiểu bang nhỏ mấy trăm người thôi, nhưng mà phiếu cử tri đoàn họ rất là lớn. Có nghĩa là họ đây là không phải là phiếu cử tri đoàn, có nghĩa là bình thường quá, có nghĩa là ai bầu bao nhiêu được bao nhiêu, không phải vậy. Nó ép người ta, đó là luật chơi của tư bản. Và nó có thể mua, mày hiểu tôi nói không? Ở đây nước Mỹ có thể mua phiếu cử tri đoàn, mua được luôn. Vì chỗ đó không có cái chuyện mà tự do bầu cử, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Và thậm chí nhiều khi trước khi bầu cử họ đã vận động hành lang. Nói như mày hiểu cái điều đơn giản thôi. Ngay bây giờ có một cái rất ư là nghịch lý. Joe Biden tổng thống nước Mỹ đã 2 năm rồi. Tao coi cái phố Bullseye TV, hiện giờ Donald Trump thất cử 4 năm về trước rồi, hiện giờ yêu cầu hủy bầu cử, ông ấy tự động bước vô Nhà Trắng. Mày thấy nó buồn cười không? Nó buồn cười ở chỗ là cái hành pháp của nước Mỹ nó không ra cái đám ôn gì cả, nó lộn sàn ngọng của dân trời.
thằng nào vô cũng được, thằng nào ra cũng được, thằng nào éo được. Đồ tư cách gì để vào được cái quốc hội, để vào được cái ghế của tổng thống đương nhiệm bây giờ, và nó yêu cầu quỷ ngay lập tức nó để được mình vô. Ôi trời ơi, ta ôm đầu ta mới nghĩ ra cái chuyện. Trời ơi trời, thế là tam quyền phân lập như thế đó. Ôi trời ơi, ta không nghĩ ra được đó. Cái đó là cái đi cái tin mà bố nói con nghe rồi đó, có cần nghe lại không? Dạ được rồi. Tin, con nghe rồi gì? Có nghĩa là Donald Trump yêu cầu hủy ngay cái chức vụ của cái ông Joe Biden và ông lên làm tổng thống. Mày thấy có đất nước nào giống vậy không? Ui trời ơi, tao thấy lạnh xương sống. Tam quyền phân lập như vậy à? Trời ơi, tất nhiên ở đây chẳng có con mày cả. Thằng nào mạnh, nó ý muốn là, có nghĩa là thằng nào có tiếng nói mà uy hiếp được người kia là cứ yên lên thôi, giống như một con nội chó heo. Thôi, ta chẳng muốn nói nữa. Khi mà vướng mắc điều đó rất là khó ngủ, mà ta muốn ngủ yên, thành ra ta không cần phải bận tâm điều đó nữa. Đúng không? Có người mời bố ra Hà Nội kìa, có người mời bố ra Hà Nội chơi kìa. Không, rất nhiều người bố không có nói gì, bố không nói, bố là bố thích đi bố đi thôi. Nhưng có cái điều này, bố muốn nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình. Bố là người người con xa xứ, mà bố về Việt Nam đây, bố hạnh phúc, bố trẻ ra, bố sung mãn, rồi bố có những cái giống như kiểu như là bố giống như kiểu như thành thời thiếu niên gì đó. Cái điều đó nó không phải là cái gì cả. Hồi xuân đúng không? Có gì gọi là hồi xuân đúng không? Mày nói chứ hồi xuân hơi bậy bạ chút. Hồi xuân thì người ta liên tưởng, người ta liên tưởng những cái chuyện bậy bạ. Còn bố, bố không phải là hồi xuân, mà bố là sung mãn, cái là mình tìm được nơi những cái giống như kiểu như bố nói thú vui, viên mãn, viên mãn, viên mãn, thú vui, ăn uống. Mày nghĩ sao 70 tuổi mà còn có ham muốn gì đâu đẹp ấy. Nhưng bây giờ nhưng mà cũng có mấy anh mấy chú nó ông ăn gì ông hạn chế, ông úp lên mạng đi, ông chơi kỳ quá, ông cứ ăn uống ông úp lên mạng khoe, không chơi kỳ vậy. Đó, chơi đó ai là, chơi ai đó là cái thú vui của tao đó, đó thú vui của tao thú vui vậy, có nghĩa là ăn cái gì ngon khoe lên đại khái vậy. À mày thấy người ta khoe quá gái bao giờ chưa? Chưa, khoe đồ ăn thôi, khoe đồ ăn thôi. Nhưng mà trên tinh thần là khoe vô tư thôi đúng không? Chứ không có ý là khấy ai vậy đúng không? À. Đúng rồi, thằng nào thèm mà kệ mẹ ăn đó là khấy gì? Đúng không? Ok. Cũng như ngày xưa bố chưa tìm ra được nguyên nhất thì bố tìm ra được cái câu kết quả. Giống như ngày hôm qua bố nói thì ra là như vậy. Hỏi tại sao vậy? Việt Nam là công an nhân dân, quân đội nhân dân, cái gì cũng nhân dân cả. Như thằng Mỹ thì không có, bú lích là cảnh sát đó, đúng không? Đúng rồi. Mình dễ nghĩa là cái điều đó cho nó trần trụi ra đi. Cảnh sát là gì? Cảnh sát là cảnh báo. Sát là gì? Là giết. Tao đã cảnh báo rồi mà mày không nghe lời là tao giết, thế thôi, đơn giản như thế. Còn Việt Nam công cào ngắn gọn, công an nhân dân, vì nhân dân mà làm. Mày chửi ha, ok, quýnh tao, ok, ra tòa. Chứ chưa giết mày nha, không có giết cái dân trời à, như thằng Mỹ khác. Thằng giơ tay lên, không giơ hả, bùm bùm, rồi xong. Bố, có hỏi bố này nè, bố mấy chục năm bên Mỹ rồi. Có bao giờ bố thấy cảnh tượng mà người cảnh sát Mỹ mà bị hất lên cả bô xe mà chạy vòng vòng chưa? Chưa. Đồ má chưa kịp. Đúng không? Thấy trong khi Việt Nam, trong khi Việt Nam đó, 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 hai cái hình ảnh đó thôi là để cho bố thấy là rõ ràng. Nó khác. Bổ sung cho câu bố nói, đúng không? Khác rõ ràng. Đúng. Mày chỉ cần chưa. Giơ tay lên. Giờ quỳ xuống, quỳ. Bỏ tay sau lưng. Tao đã từng nói rất là nhiều lần,
khi mà cảnh sát mà đã gọi mày, mày nên tuân lệnh, không nên phản kháng.